Có phải á, bạn là một một nhân sinh tồn cực kỳ bò rồ luôn đúng không? À không phải bò rồ nữa, mà cái video ngày hôm nay á, sướng tới bạn là những người nào mới chơi thôi. Bạn nào là gọi là những người chơi sinh tồn mới chơi thôi á, thì hôm nay mình kể đi đây, sướng dẫn các bạn cách xây nhà sinh tồn cơ bản cực kỳ đơn giản và cực kỳ đẹp luôn. Đó, nó như thế này nè mọi người, đó thấy không? Đó, cực kỳ đơn giản đúng không? Cực kỳ đẹp đúng không mọi người? Đó. Và ok, làm thế nào mọi người ơi? Let's go. Ok, thì bây giờ trước tiên á, làm nhà cơ bản này á thì rất là đơn giản thôi, không cần gì nhiều đâu. Mình nghĩ là cái nhà ai cũng có thể làm được á, trong trong cái độ mát sinh tồn rất là đơn giản, không hề khó lúc nào á. Thì chúng ta phải cần cái gì? Đầu tiên á, hãy chúng ta cần cầu thang gỗ sồi. Thứ hai á là bán gỗ sồi. Thứ ba á, là phiến gỗ băng sam. Cái phiến gỗ này á, tùy mọi người thôi, mọi người muốn thay bằng cái nào cũng được á, tùy mọi người, phiến gỗ bình thường cũng được, phiến gỗ băng sam cũng được, nói chung tùy mọi người thôi. Mình sẽ muốn dùng phiến gỗ sam nhiều hơn. Thứ tư là cái hàng rào gỗ sồi và thứ năm là tấm thủy tinh. Bây giờ đơn giản nhất á, chúng ta làm cái gì? Đầu tiên á, bạn hãy đặt mình như thế này, hay là cái một góc như này nha mọi người. Đừng kiểu như nào mà kiểu như người nó cứ nắng nắng cái kiểu che che. Ok, đặt ở đây đi. Ok, đầu tiên chúng ta làm như sau: đặt cho mình một cái ván gỗ sồi ở đây, một cái này mọi người thấy không, cái này ở đây, cho mình. Cái thứ hai ở đây đó, bỏ nó ở giữa đây nha mọi người ơi, nó ở giữa này cho mình đặt cho nha. Thế đó, chúng ta thêm quay gỗ sồi đặt ở giữa cho mình đó, chưa đó là đơn giản luôn thấy không, cực kỳ đơn giản luôn. Thế đó, chúng ta hãy đi đằng sau nó và thay như này cho mình đó, thay như này lên cho mình đó, thấy không mọi người, thấy không, là đơn giản luôn đúng không? Sau đó các bạn thấy mình một cái cửa, cửa nào cũng được hết á, cái này, cửa này tùy theo mọi người thôi, cửa này mọi người thích dùng cũng được. Với mình á thì mình sẽ dùng cái cửa gỗ băng sao này, đây dùng cái cửa này nha mọi người, cửa này nha mọi người. Đó mình sẽ đặt nó ở đây như này mọi người thấy không, đó là xe cửa chúng ta, về cửa đi ra đi vào á. Đó mình hãy dùng cái ván gỗ sồi và đặt lên như này nha mình, đó mọi người thấy không nè, đó lên không cái phần cái cửa rồi đó. Sau đó các bạn hãy dùng cho mình cái hàng rào gỗ sồi đi, cái nhà này rất là dễ xây lẻm chứ không xây không xây lâu đâu, dễ cực kỳ đúng không đó. Đó được cái cổng ra vào mọi người thấy không, đơn giản đúng không đó. Ok, bây giờ nhân sang tiếp theo nào, bây giờ chúng ta hãy bay lên nha mọi người, bay lên nha mọi người, bay lên nha, và dùng tiếp tục dùng cho mình cái con sồi này và kéo lên như này nha mình đó, kéo như này mình luôn mọi người thấy không, theo một bóc nha mình, mọi người nhìn kỹ nha, ở đây này thấy không, kéo một bóc như này cho mình đó. Sau đó chúng ta hãy làm như này mình nha, đặt cái một bóc của con sồi ở đây, đặt cái này mọi người thấy không, một cái ở đây nữa, cái này mình. Sau đó chúng ta hãy dùng cái cầu thang gỗ sồi đặt cái đây nè, cái này nè thấy không, cho nó bị ngược nha mọi người, cho cái cầu thang gỗ sồi này bị ngược nha mọi người, cho nó bị ngược. Sau đó là cái này nữa, một cái này nữa thấy không đó, thì đặt hai cái cầu thang gỗ sồi bị ngược ở đây đây thấy không, rất là đơn giản luôn, không gì khó mọi người đúng không, đó đơn giản cực kỳ luôn. Sau đó là hãy đặt cái ván gỗ sồi nằm ở đây mọi người đó, đó thấy không, rất là đơn giản luôn. Sau đó ta hãy tiếp tục từ đây kéo xuống bốn mọi người, kéo xuống bốn nha, nghĩa là 1 2 3 4 đó, kéo xuống bốn thấy không mọi người, thấy không nè, 1 nè 2 nè 3 nè 4 đó, kéo xuống bốn mọi người ơi. Đó, ở bên đây tôi đăng ký ở đây luôn, 1 2 3, mà khi tới cái tới thứ ba mọi người ơi, tới thứ ba nha, còn lại nha, 1 2 3, tới thứ ba chúng ta làm cái gì, chúng ta hãy dùng cái cầu thang gỗ sồi đặt cầu thang ngược y như lúc nãy luôn nha, cho mình đó mọi người thấy không đó. Sau đó chúng ta chỉ cần việc dùng cái đáy ván gỗ sồi mà lắp lại hết thôi mọi người đó, đơn giản đúng không, lắp lại hết luôn như này nè đó, rất là đơn giản luôn. Rồi chúng ta hãy bắt đầu đó, làm bức tường lên, làm bức tường cho nó cao cao lên mọi người đó, rất là đơn giản luôn, làm cái bức tường cao lên một xíu. Đây đơn giản cực kỳ luôn, không gì khó khăn hết á đó, rất là đơn giản luôn, quá đơn giản quá dễ dàng. Đây là nhà gọi là dễ nhất luôn mọi người, căn nhà gọi là căn nhà sinh tồn, gọi là cho mọi người có thể làm á, gọi là cực kỳ dễ luôn, cực kỳ ấm cúng mà nó còn đẹp nữa. Chung đó này nghe nó dễ chứ không khó đâu, dễ lắm đó. Ở đây á, chúng ta hãy dùng hai cách, một á là mình có thể dùng như cái này nè, dùng cái ván gỗ sồi này cũng được, thế này cũng được, cho lẹ cũng được. Nhưng đối với mình á thì mình sẽ dùng cái phi gỗ băng xanh như thế này, nhìn cho một tí gì đó gọi là, nó một tí gì đó gọi là sẫm màu một xíu đó, thôi một xíu rồi thấy không đó. Ok, cái tí màu mèo một xíu rồi đó, như này là mọi người thấy không đó. Sau đó chúng ta hãy đằng sau nó, mọi người nhìn nha, từ đây là mọi người thấy không, từ đây là thấy không, đằng sau nó đó, và ở phía này mọi người thấy không, ở phía này là chúng ta sẽ có những cái bước này mọi người thấy không, đập đi nha mọi người, đập đi nha, đập đi, đập bốn này đi đó, dùng cái nắp thủy tinh đập nha cho mình đó, đây đơn giản cực kỳ luôn mọi người thấy không đó. Ở đây vậy luôn, ở đây ở dưới cũng vậy, trước chúng ta hãy để nó đây mọi người thấy không, phần chính giữa không, đặt bốn bức tường đi đó, bạn mình đặt cái tấm thủy tinh vô đây cho mình, đây đây đơn giản cực kỳ luôn thấy không, quá quá đơn giản luôn, easy game easy life thấy không. Ok, bây giờ chúng sang phần làm mái, phần làm mái nhà cũng dễ thôi, không khó đâu, phần mái nhà rất là dễ. Mái nhà tôi cho cùng dùng cái phiến gỗ băng sao này mọi người thấy không, hai cái phiến gỗ băng sao này không, đặt cái này cái phần mái nhà thì nó hơi hơi đắt đó xíu thôi, nhưng mà một xíu mọi người không nhiều đâu, nhưng mà cái để ý kỹ là sẽ làm được thôi.
Đầu tiên chúng ta hãy đặt cái đây như này mọi người, mọi người thấy không, để ý kỹ nha, mọi người thấy cái phần lồi đây như cái hộp hang nằm đây nè, mọi người đặt cái này cho mình, một cái đây nữa ở đây nhảy luôn, đặt ở ngoài nha mọi người, đặt ở ngoài nha, một cái đây, nữa, thấy không, đơn giản đúng không? Đó chúng ta hãy dùng cái đặt cái tiếng gỗ xăm trên cái hàng rào này, đó đặt hàng rào cho mình như thế này, đây đặt hàng rào cho mình, đó thấy không, mọi người thấy không, đó đặt hàng rào cho mình, để sao sẽ được như thế này, đó, sau đó chúng ta hãy đặt thêm một cái đây, đó thấy không, đặt cái ở đây lên như thế này, cái này như thế này, đó, nay mình làm lại mọi người coi thử nha, làm lại nè, thấy không, tay đúng không, đặt cái ở đây, một cái ở giữa, đi lên, kéo ra, đó, chúng ta không đặt nha, chúng ta không đặt nha mọi người, chúng ta không đặt cái lắp đây, chúng ta cần đẩy thôi được rồi, đó chúng ta cần đẩy như vậy thôi là đẹp rồi, không đặt thêm đâu, sau đó chúng ta sẽ làm cái gì, từ bên đây kéo về phía bên trái, lộ ra một bước cái này, lộ ra một lắp như thế này, đặt lắp ở đây, được rồi, cho nằm lên, nằm ngang qua. Mà nằm lên. Đó như thế này nha mình. Đó mọi người thấy không? Rồi, ở đây như cũ thôi, cái xuống như thế này nha mình. Đó, cái xuống như thế này. Đấy. Đó. Rồi xong rồi thấy không? Mọi người thấy không? Xong được phần mái nhà này nè. Đó. Xong rồi, ở đây chúng ta chỉ kéo ở đây thôi. Đây, kéo ở đây hết cho mình luôn. Rồi, ở đây nè mọi người nhìn kỹ lại cho mình nha, nhìn kỹ giúp mình nha, phần này nhìn kỹ nha. Đặt ở đây nè một cái nữa thấy không? Một cái đây nữa. Đi lên. Quay trái. Đi lên. Quay trái và đi lên. Sau đó đặt cái quay trái đi đây, đi xuống dưới, quay trái, đi xuống dưới, đó người thấy không, chúng ta đã xong được cái phần mái nhà này người thấy không, nó đơn giản không, không gì khó đó, đây phần nhà, đây là phần khó nhất của ngôi nhà này thôi, đây là phần làm hai cái lốc này, hai chỗ này là hai chỗ mái nhà, đó chúng ta hãy dùng cái cầu thang gỗ, cầu dùng cái ván gỗ sồi mọi người, dùng ván gỗ sồi nha, đặt cái ở đây, sau chúng ta hãy dùng cái phiến gỗ hỗn xa mà kéo nó qua nha nhà mình, đó kéo nó qua nha nhà mình, đó, ok, ở đây nhảy luôn, đây chúng ta bắt đầu chi việc lắp lại thôi mọi người, ở đây mình đặt bị sai rồi, ok. Cái lắp lại vậy thôi là được rồi. Đó, lắp lại như này nha mình. Mọi người lắp thì mọi người để kỹ một xíu nha, đợi một xíu nữa mọi người coi cái lắp này, mọi người để kỹ một xíu thôi, thôi là bị khó khăn lắm. Mọi người thấy không? Ở này nha mọi người, chúng ta không lắp ở đây nha. Lắp đây thì nó không có được, nó không có đẹp, nhìn nó rất kỳ kỳ. Đó, chúng ta phải lắp ở trên này mọi người thấy không? Theo cái phần này nè. Lắp trên này mới đúng. Đó, lắp như này nè. Là sao được một cái độ là được cái độ xuôi của cái mái nhà mọi người thấy không? Đây là độ xuôi mái nhà là đó. Lắp nha mình, đó lắp nha mình, đó lắp như này đó, ok xong rồi đó, đó đơn giản thôi đúng không, không gì khó đó, đây thấy chưa, cực kỳ đơn giản luôn thấy không, đó và ok đó là cái phần nhà chúng ta xong rồi đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo mình tiếp theo cho là phần gì, chúng ta sẽ đầu dùng cái trang trí xung quanh ngôi nhà một xíu thôi, cũng rất là lẻ chứ không có lâu đâu, đó ok thì trang trí ngôi nhà chúng ta sẽ làm cái gì, bạn hãy dùng một cái cuốc nha mọi người, ở đây mình sử dụng cuốc kim cương cho nó lẹ, sẽ làm gì, bạn thấy cái khu vực này không, đó khu vực này nè. Chúng ta làm cái gì? Chúng ta hãy đặt như thế này cho mình, cuốc lên cho mình, dùng hạt giống, cho mình một cái hạt giống mọi người, đó hạt giống lúa mì đi, xài lúa mì đi ha, hạt giống lúa mì ở đây và đặt như thế này cho mình, đó tiến trình luôn thấy không, đó ok, đó trồng ở đây, đó chúng ta hãy dùng cái gì, hãy dùng cỏ hay dùng lá rừng chứ, thì hay dùng lá rừng, đây lá rừng ở đây và bắt đầu xung quanh như thế này cho mình, đó xung quanh như thế này cho mình, đó đặt xung quanh nó đây xung quanh như thế này cho mình, cực kỳ đơn giản, cực kỳ lẹ luôn phải không, rất là đơn giản thôi. Qua lá rừng cho tạo một cái độ là như thân thiện với thiên nhiên á, đó là nhà sinh tồn mà mọi người, đó là nhà sinh tồn cơ bản thôi mà, đó như này mọi người đặt cái block này nha, đó thấy không, rất đẹp luôn thấy không, đó và phần trước cửa này nè thì tùy mọi người thôi, do đây đang bắt đầu sáng tạo nha, mình sẽ sáng tạo ở đây một xíu, nói chung á nếu như mọi người mà đây mình sẽ dùng gỗ sồi đã cạo vỏ là cái này nè, nếu như mọi người mà đang chơi phiên bản 1.14 á thì mình sẽ có được cái miếng lốc này, nhưng mà nếu mình không có cho bạn hàng khác thì không sao đâu, dùng miếng khác cũng được, miễn sao cho nó kiểu như là nhìn như này nè, đó nhìn cho nó kiểu là một cái gì đó rồi nó khá là trơn bóng, đây là đã đẹp rồi đó, thấy không, đã đẹp đúng không, đó thì ok bây giờ là chỉ là phần cuối cùng đó, trên phần gì đó chính là cái phần xây gọi là phần trang trí ngôi nhà ở trong, cái nội thất ở trong ngôi nhà là đơn giản thôi, ok đứa nào let's go, ok thì bây giờ là phần trí ở trong ngôi nhà thì gọi là sao ta, đúng cái tiêu chuẩn, cái tiêu chí người ta gọi là ngôi nhà sinh tồn cơ bản á, thì chúng ta sẽ trang trí nó bằng những ngôi nhà thứ gọi là thứ cơ bản nhất thôi, rất là đơn giản thôi. Thì chúng ta hãy vô ngôi nhà và trang trí nào mọi người ơi, đi thôi nào, let's go. Thì trước tiên á chúng ta làm cái gì, chúng ta hãy đặt cái giường, một cái giường, cái giường này á thì tùy mọi người thôi, mình cũng đặt giường nào cũng được á, mà mình ý mình thì mình sẽ đặt cái giường màu xanh xanh lục nhà, xanh này, xanh lục nha, nước biển nhạt gì nè, đó đặt ở đây hai cái như này mọi người thấy không, đó ở đây á mình sẽ đặt hai cái lò nung như này cho mình, đó đây mình sẽ đặt một cái gương như này, đó sau đó mình sẽ đặt một cái bàn chế tạo nằm ở đây, đó mọi người thấy không, bàn chế tạo ở đây và ở dưới này thì mình sẽ đặt một cái đèn, đó là một cái đèn nè mọi người,
tùy mọi người thôi. Đây mọi người cái đuốc cũng được, nếu như mọi người thích thì do mình đang ở trong giai đoạn sáng tạo á, mình muốn trang trí nó đẹp một xíu. Nhưng mà nếu như mọi người ở trong giai đoạn sinh tồn á, mọi người sinh tồn cơ bản á, thì mọi người nên dùng cái đuốc. Cái đuốc thì gắn người thì không sao, vẫn đẹp thôi. Đây thì mình sử dụng cái đuốc mọi người. Đuốc thì nằm ở đây. Đó thấy không? Đó. Ở đây á thì mình sẽ đặt nó một cái bức tranh, nhưng mà tạm thời thì do mình muốn có một cái bức tranh nhỏ, như mình để vậy thì thêm một cái bức tranh to rồi mình sẽ đặt đây một cái đồ nung ở đây, ông có cái tranh vẽ nhỏ ở đây là được rồi. Đó, như thế này. Xong, ra được cái bức tranh nhỏ này rất là đẹp không mọi người thấy không? Ở vị trí này á thì mình sẽ làm cái gì? Cái này thì mình sẽ đập cái giá gọi là cái giá để giáp, mình sẽ đập cái chỗ này đi. Đó, thấy rồi thấy không? Đó cho nên sẽ đập nó đi. Đó, mình sẽ đầu dùng cái giá để giáp vô đây. Mình sẽ lấy ra một bộ giáp kim cương đi ha. Đó, tùy tùy mọi người thôi, thường mọi người xem cái ở đây là cái giáp sắt. Mình đây là cái giáp kim cương. Đó, giáp kim cương nằm ở đây. Đó, rất là đơn giản thôi. Đó, đây thì trang trí một xíu nữa thôi, mình sẽ lấy cái thảm mọi người. Đấy là mình lấy cái thảm. Đó, đừng lấy cái thảm nha mọi người. Ở đây thì lấy thảm xanh xanh nè, thảm trắng như thế này. Đó, rồi xem ở đây sẽ đặt thảm như thế này. Đó, cho nó đồng đều màu với nhau. Đó, nhìn nó khá là đẹp đúng không mọi người? Đấy. Đó, ok. Đó, thôi mình chỉ hết ngôi nhà bên trong rồi mọi người thấy không? Đơn giản không? Kỳ âm cũng cực đẹp luôn đó, rất là đơn giản luôn. Thì ok, thì đó là tất cả những video ngày hôm nay của mình. Và mình kể đây, mình thích video này hay là mình một lượt like, đăng ký kênh mình á, ấn nút cái giúp mình nha. Và bạn không bỏ lỡ bất cứ là mình trong tương lai á, ấn nút cái chuông nhà mình. Và hẹn gặp lại những video sau, và mình kể đây. Goodbye, bye bye, yeah.